gà con gà vẫn thành. Phú xin Chúa sáng cho chúng con được biết việc phải làm, cùng đi làm xin Chúa giúp đỡ cho mọi tình mọi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành điều nào bởi ơn Chúa. Lạy Chúa Giêsu là đứng vào lòng thương xót. Hôm nay chúng con nhận một ca bệnh mới. Chúng con cầu xin Chúa chúc lành cho người chị em của chúng con đã mắc phải căn bệnh nan y. Xin các bạn trên cộng đồng mạng của cha, nếu ai nghe được clip này, hãy cầu nguyện cho người chị em của chúng ta. Xin các thánh nam nữ trên trời cầu bầu cùng Chúa để chữa lành cho người chị em của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng con kể gì danh Chúa nhân từ. Hàng xem thay mặt Đức Chúa Trời sáng nói vui vẻ vô cùng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Xin mời mọi người ngồi xuống. Con quê ở đâu? Con bị bệnh gì? Ung thư đại tràng. Con đã cắt mổ chưa? Cắt là năm ngoái rồi. Thì sao năm nay lại đi khám nữa? Năm nay cái nó tái phát lại. Nó phát lên, nó sưng cái mông không, nó nhức không, vậy đó. Đi nằm viện, 8 ngày, 25 ngày viện. Con nằm viện ở đâu? Con nằm mất mười mấy ngày, còn mau, cái nó không bớt, cái nó chuyển con lên 4. Nó cho con nằm, con qua gia đình nằm hết 10 ngày. Mà hết không con? Chích thuốc vô thì nó hết nhức, mà không có thuốc thì cái chỗ cái mông nó nhức. Nhưng con nói chung là nó chích giảm đau cho con thôi, chứ nó không có đặc trị cho con cái bệnh này. Tại vì bệnh của con là bệnh ung thư nha. Bệnh của con là bệnh ung thư đại tràng nha. Ung thư đại tràng mà đã cắt rồi, rồi bây giờ là nó di căn, đại khái là di căn qua xương, con hiểu không? Cho nên bây giờ là con phải theo phác đồ này để con điều trị nha. Con là người ở Cà Mau đúng không? Huyện Thới Bình, thành phố Cà Mau ha. Vậy là cái ca này là ca cuối nước. Đầu nước là Hải Nam Quan mà cuối nước là đất mũi Cà Mau phải không? Ca này là ca chính thức là ở đất mũi Cà Mau. Bây giờ cha cũng đã giảng dạy nhiều về cái vấn đề cha chữa bệnh rồi nha. Bây giờ cha hỏi con nói chuyện sau đây nè. Con có mong mỏi là con được hết bệnh không? Con được có gia đình lâu chưa? Con được mấy đứa con? Con bự chưa? 22 tuổi, đứa nhỏ. Đứa nhỏ nữa. Vậy là con ba đứa con rồi, là lớn hết rồi. Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay con 39. Ồ, 39 tuổi. Vậy con mong mỏi được hết bệnh. Nhưng sao con không đi những bệnh viện lớn để con chữa? Dạ, không có đi đó mà. Quay cái lo đi cho khác. Để nơi gì mà. Cái thuốc giảm đau gì đó là nó kêu con dùng thuốc quá chất nữa. Nó nói như cơ thể con yếu quá à. Nó thì 1 liều, 2 chục triệu, mà nó mới con yếu quá à, sợ cắm nó không nổi. Rồi con sợ nữa, rồi cái nữa nó con lên mạng, nó không thấy anh trai đó, rồi cái người bên trong này. Hiện giờ con đang sống ở đâu? Dạ, hổng rồi, con lên trên thành phố á, con nó sáng trở nó. Còn bình thường con sống ở đâu? Dạ, con ở Cà Mau. Ba con ở đâu? Xã Trí Phải. Dạ. Ông cũng ở Cà Mau luôn. Dạ. Ông là trụ trì chùa nào? Thánh Thất Linh Thiên Đàng. Thánh Thất Linh Thiên Đàng. Dạ. Ông trụ trì ở đó luôn. Dạ. Đây là con ông. Dạ. À. Nếu người ngoài bệnh ông có dắt đi không? Cũng có, nếu ta chấp nhận mình dắt đi thì mình cũng phải dắt đi. À. Ừ. Ông đã trụ trì ở Thánh Thất Linh Thiên Đàng lâu chưa? Dạ cũng mười mấy năm.
mười mấy năm rồi. À, ở đó họ đạo đông không? Ít chà, vì mới thành lập lại là mới có đây, mới có đây chứ cũng chưa được đông. Thành lập được bao lâu rồi? Dạ mới có chừng khoảng có mười mấy năm nay. Ừ, hiện giờ là giáo dân được bao nhiêu? Chừng khoảng có trăm ngoài nữa. Rồi hàng tuần người ta có đến đọc kinh không? Dạ cũng gặm mùng một Phật của nó cũng Phật tới đến đọc kinh, mình chỉ có ngày gặm với ngày mùng một. Ừ. Trong cái tháng có hai ngày. Ừ. Người ta tới đông không? Dạ cũng có khi cũng được vài chục, chục ngoài hai chục vậy chắc. Ừ. Rồi tới đó là ông là trưởng trong đó là ông dẫn kinh. Dạ. À, rồi bà con trong họ đạo ông khá không? Nghèo mình chỉ tạo dựng lại cái thánh thất thì nó nghèo, nhưng mà mình làm được cái thánh thất thì mình cũng tạo dựng được cái thánh thất, thì lúc đầu thì nó cũng dần 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 mình mới khuyên mình cũng là giáo dân vô gì được từ từ, lúc đầu thì nó cũng ít. Ừ. Bây giờ là mỗi năm vô được bao nhiêu người? Cũng vài chục. Ừ. Vài chục người theo không? Dạ. À, để gọi là đạo ông gọi là đạo gì? Đạo Cao Đài. Đạo Cao Đài. Đạo Cao Đài thì cái đường hướng của đạo Cao Đài là ăn chay hay là ăn mặn hay là ăn tự do? Không ăn chay, cha bi nếu mình mà nếu là từ lễ sanh là mình phải trừ chay. Nếu lễ sanh trở lên phải trừ chay. Và như ông như vậy là đã lễ sanh chưa? Đã là chủ trì họ đạo Linh Thiên Đàng rồi thì phải là lễ sanh. Vậy ông đã ăn chay chưa? Ăn chay trường chưa? Ăn chay trường bao lâu rồi? Cũng năm ngoài. Mới có năm ngoài nay mà đã làm trưởng ban là chùa đó bao lâu rồi? Là cũng hai năm mấy. Vậy sao năm mấy đó không ăn? Bởi vì cái đó mình lúc đầu tiên là mình mới vô lãnh trách nhiệm với cha, vì là lúc đó là nó cũng bị ở ngoài, nó chung bị chúng còn chúng mình diễn tháng 10 ngày đó, nhưng mà lúc nhận vô nhận chức là mình thấy chấp là tận năm trai. Cái chùa đó có mười mấy năm rồi. Dạ. Nhưng mà ông là làm trưởng ở đó là được 2 năm rồi. Dạ. 2 năm hay bao lâu? Hôm qua cái làm một qua cái chức là đã 5 năm rồi. Ừ. Tức là ông đã trụ đó là 5 năm rồi. Dạ. Mà ăn chay có năm mấy thôi. Dạ. Vậy thì 4 năm đó không ăn thì mọi người có nói gì không? Không biết, mình vô mình lãnh cái trách nhiệm là vô cái lễ sanh này mình mới mà. Ừ. Còn mình ăn mỗi 1 tháng 10 ngày, còn nếu vô mình lãnh cái trách nhiệm lễ sanh là mình phải suốt chay trường. Hiện bây giờ là ông đã trường chay chưa? Dạ, trường. Rồi những người theo ông họ có ăn chay không? Ăn chay cũng tháng 10 ngày. Sao không cho họ ăn luôn? Bị người ta ăn không nổi mình cũng không ép, bị mình không dám ép người ta được. Bị người ta nếu mình ép gì mình mang cái ở trên mình, nếu mình người ta ăn không được thì cho người ta ăn không đúng theo cái phương pháp thì mình mang cái không được. Mang cái không được là cái gì? Cái tội của mình. Cái tội. Dạ. Tức là mình không được ép người ta. Dạ. À. Tại sao là mình biết là ăn tốt mà mình không kêu người ta ăn? Cũng giảng dạy hoài nhưng mà ta các phương thức ta chưa chấp hành theo cái lực mà phán về đạo nữa. Ừ. Khổ quá trời khổ. Rồi con có ăn chay được không? Dạ được. Con ăn được bao lâu rồi? Dạ con cũng ăn cũng lâu rồi, mà tháng có ăn được có 10 ngày. Chứ con có ăn. Bây giờ cha nói cho con nghe nè, trước khi con lên đây trị bệnh, con có biết rằng là ở đây ăn cháo trắng không? Con nhắm con ăn được không? Được. À, đại đa số là hôm nay cho chữa trị nhiều ca Cà Mau bỏ chạy hết. Được. Ăn được, nhưng mà ăn 3 bữa chạy à. Mấy giờ con ở đây là con ăn cháo trắng không? Ăn được chứ không phải ăn không được, nhưng mà ăn vừa thấy khỏe lên là bỏ chạy. Vậy thì hôm qua con vô con nhận phòng trọ, con đã trả tiền cái phòng trọ chưa? Dạ. Vậy thì nếu con bỏ chạy giữa chừng thì nhà trọ có trả tiền lại cho con không? Dạ. Đó là nguyên tắc của nhà trọ, đúng không? Dạ. Vậy thì bây giờ cha nói cho con nghe như vậy nè. Con có cái lòng quyết tâm ăn cháo trắng không? Dạ có. Thì bây giờ con đau bệnh thì cái gì cũng dạ được. Nhưng mà 2 bữa sau con khỏe lên rồi là con ngưng liền.
nghe nói ăn cháo trắng là con nghinh lên liền. Thì cha nói cho con nghe, cha cũng đuổi nhiều ca hổng rài dữ lắm rồi, mới đuổi hôm qua hôm kia gì 2-3 ca đuổi tùm lum đó. Lý do là họ ăn không được, rồi họ không chấp hành, cho nên cha đuổi. Vậy thì chắc có lẽ cho dòm thấy gương mặt con thì chắc cũng không ngoại lệ đuổi đâu con. Tại vì cho thấy gương mặt con ăn tôm không à, thử ra là cho thấy không có ngoại lệ để đuổi đâu nha. Thì cha cũng nói với con trước luôn là khi nào mà các thầy mà chỉ cần nghe con có một cái phản ứng là không thích ăn cháo trắng nữa là đuổi, chứ không nói con, không cần con nói ra. Chỉ thấy gương mặt con mà là khác lạ hơn mọi thường, cái gương mặt con mà bệnh hay là khỏe các thầy biết hết. Cái gương mặt con mà thể hiện cái sự không chấp cái phác đồ là các thầy biết hết. Chỉ cần cái gương mặt con mà diễn tả không chấp thuận phác đồ là con bị đuổi, chứ chưa cần con nói nha con. Nghe kỹ cha nói hôm nay, vì cha không có ở không để chữa cho những người mà không chấp thuận phác đồ, và công nghệ này để dành chữa cho tất cả những người mà chấp thuận theo phác đồ nha. Cha lấy ví dụ cho ông nghe, bây giờ chùa ông là chùa Cao Đài, vậy thì những người Cao Đài đến chùa thì họ được ông dạy dỗ hay là tiếp đón hay là hợp tác với ông, đó là với điều kiện những người mà họ đã có đạo Cao Đài với ông. Còn những người đạo Thiên Chúa hay là đạo Phật hay là không đạo gì hết mà vô chùa ông thì cùng lắm là khách đến thăm hỏi rồi ông cho về, chứ ông không cho lưu trú lại vì không phải là người của ông, phải vậy không? Thì có chơi với ông 1-2 bữa rồi thì ông cũng sẽ tìm cách cho người ta về nha, chứ không thể nào mà người đó không phải là đạo Cao Đài thì ông nuôi người ta suốt trong đó được, đúng vậy không? Thì ở đây cũng vậy, cái công nghệ nano này dành cho những người biết hợp tác và mong mỏi được hợp tác và muốn được hợp tác để chữa bệnh, chứ cái công nghệ nano này không dành cho con vô vài bữa bỏ về. Cha nói lần này là lần cuối nè, nếu như hôm nay mà con vô con chữa bệnh mà con bỏ về là nguyên cái tỉnh Cà Mau cha cấm luôn, không cho chữa. Họ đừng nói là huyện Thới Bình hay là Thới Thét gì, nguyên cái tỉnh Cà Mau cấm. Nghe kỹ nghe con, cha đã đuổi mấy đứa ở Cà Mau rồi, cha khó chịu dữ lắm rồi. Thì hôm nay con là cái đứa cuối cùng của tỉnh Cà Mau. Nếu ngày nào mà con không còn chữa bệnh ở đây nữa mà con nói thẳng với cha hay các thầy, cha ơi bây giờ con, thầy ơi bây giờ con trị không nổi nữa nha, con ăn không nổi nữa, thôi cho con xin về, thì mai ra những cái ca khác còn được chữa. Còn nếu con phản ứng như những ca trước mà không nổi bỏ về là cha cấm nguyên cái tỉnh Cà Mau, chứ không phải cha cấm mình gia đình con đâu, hay là cái họ đạo Lý Thiên Đường đó, hiểu không? Cha cấm nguyên cái tỉnh Cà Mau. Vậy thì tỉnh Cà Mau có người Công giáo, có người Phật giáo, có người Cao Đài, có người Hòa Hảo, có người Tin Lành, có người không tôn giáo, cha cấm sạch. Nghe kỹ chưa? Cha nói từ đó là cha quạo dữ lắm rồi đó nghe. Nghe kỹ chưa con? Cấm sạch cái tỉnh Cà Mau đó. Cha đâu có ở không mà cha chữa bệnh cho mày 2 bữa mày bỏ chạy. Cha không có ở không. Công chuyện của cha là những công chuyện để cứu đời, chứ đâu có cứu cho con chơi chơi 2 bữa con ăn không được con bỏ chạy. Cha không có chuyện này. Đây là cái lòng từ bi cuối cùng của cha đối với tỉnh Cà Mau. Cha dẹp cái tỉnh Cà Mau qua một quên. Lộn xộn với cha là cha không ưa. Cha đã nói rồi, cái công nghệ của cha là dành cho những người biết hợp tác, mong mỏi được hợp tác. Con hiểu không? Chứ không phải cái công nghệ của cha nghiên cứu ra rồi á, cho mày hưởng nhờ mày hưởng được bữa nào nên bữa nay không được bỏ chạy. Không có chuyện này. Ông hiểu chưa? Vậy con hãy nhớ là không phải cứu con mà cứu nguyên cái tỉnh Cà Mau. Thế Bình, Thế Bét, Giá Rai, Hộ Phòng dẹp sạch. Dẹp hết tất cả các tôn giáo ở dưới đó, kể cả không tôn giáo. Cha nói rồi đó nghe. Và cha nói là cha làm. Hiểu chưa?
Vậy nếu mà con về với một cách mà đi cửa trước, về cửa trước thì may ra những người sau ta được nhờ. Còn nếu con trốn về một cái rồi là con sẽ khổ, con sẽ là tội nhân thiên cổ cho những người đó. Cho hết ưa những người ở Cà Mau rồi, hư thúi quá lẽ, ăn tôm không? Ăn tôm, ăn cua, ăn tép, ăn đủ thứ ăn. Rồi lên đây ăn cháo hai bữa không được, còn chê bai đủ thứ nữa. Cho không ưa nữa, cho gớm dữ lắm. Cho thấy gớm dữ lắm. Mà trong khi đó mình bệnh là chết tới nơi rồi. Bây giờ bác sĩ không chứa mình, bệnh viện không chứa mình, không ai nhận mình hết. Mà tới đây còn chỗ cha nhận như thế này, mà hai bữa sau là bắt đầu là nói bậy nói bạ. Dí dầu tình bậu muốn thôi, bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra. Ngài vô chữa bệnh thì năn nỉ lại lục, quỳ lại từ ngoài đường vô nhà. Vô chữa hai bữa thôi là bắt đầu chửi ôm sồm, chửi từ trong bệnh viện, từ trong phòng khám chửi ra. Người gì mà kỳ cục vậy? Chắc cảnh báo con trước nha. Con có chấp nhận cho nó nãy giờ không? Vậy con có muốn chữa bệnh không? Thì làm giấy không muốn nghỉ. Có đồng ý không? Ngay bây giờ con có đồng ý không? Ngay bây giờ phải đồng ý nha. Cha nói trước rồi đó. Nếu bây giờ con nói là nếu cha nói như vậy con không chữa thì cha cho con về, cha không trách con. Còn khi để cha ký giấy rồi là mà con trật là cha cấm nguyên cái tỉnh Cà Mau. Cha không có tin đâu. Bị gì cha bị gạt dữ lắm rồi. Cha nói cái câu là bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra. Cái công nghệ của cha là chữa cho 7 tỷ rưỡi người, chứ không phải cha chữa cho cái tỉnh Cà Mau. Tỉnh Cà Mau nó có trong đầu của cha. Đứa nào được chữa là đứa đó may mắn thôi, chứ đâu phải là cha là người phải đẻ ra để chữa cho tỉnh Cà Mau. Cha đẻ ra để cha chữa cho 7 tỷ rưỡi người, chứ không phải chữa cho cái tỉnh Cà Mau. Tỉnh Cà Mau nó có trong đầu của cha. Có đâu mà chữa không được, không ăn nổi rồi bắt đầu về biêu xấu người ta. Tỉnh như kỳ cục vậy, người ngộm như kỳ cục vậy. Cha nói trước con nè, con không có lỗi trong chuyện này, nhưng mà bạn bè con ở tỉnh Cà Mau là như vậy. Bây giờ con có đồng ý chữa hay không? Ừ. Cha Tường được đẻ ra để chữa cho 7 tỷ rưỡi người, chứ không phải đẻ ra để chữa cho tỉnh Cà Mau. Tỉnh Cà Mau không có trong đầu của cha. Đứa nào ở Cà Mau được chữa là đứa đó may mắn thôi. Trời ơi, mình ở đất mũi Cà Mau, ở nơi mà kêu bằng cùng đường cùng ngõ, không ai tới, mà tới đây còn nói bậy nói bạ thôi nữa. Bực mình không? Con người ngày hôm nay là như vậy đó. Không biết ai dạy dỗ nó ra vậy. Thầy mai mốt thầy về thầy dạy họ đạo của thầy đó, dạy cho con cái thầy không có nên như vậy. Đời sống phải có nhân bản, sống phải có tình người. Người ta giúp cho mình thì mình phải làm sao, mình không mang ơn người ta thì thôi, đúng không? Có đâu mà mình không mang ơn, mình quay ngược lại mình còn chửi bới người ta nữa. Phải chi người ta giúp cho mình rồi người ta bắt mình phải bán nhà bán vợ đỡ con đưa tiền cho người ta đâu. Cho nên thầy là trụ trì của chùa thì thầy phải dạy cho giáo hữu của thầy cho nó tốt nha. Nhất là phải về phải ăn chay trường, vì đó là cái lời của trời, lời của Phật, lời của Chúa, lời của khoa học, chứ không phải lời của ai cả. Cao cấp nhất thiêng liêng là lời của trời, mà gần gũi với chúng ta là lời của khoa học, đó là ăn thực vật. Phải dạy cho con cái mình ăn như thế để nó sống tốt, nó đỡ bệnh tật. Bao nhiêu người công giáo đến đây chữa bệnh không được, chửi cha ngoài cửa, chửi dài vậy. Mà đâu cha đâu phải cha không chữa cho người công giáo. Người công giáo là cha sở và giám mục thưa cha.
Ông cha Trung ở nhà thờ dòng lớn nè, ông thưa cha, ông thưa lên tới tỉnh. Nếu bây giờ mà cha chữa cho con cái không, ông thưa cha để ở tù sao? Trời ơi, cha nhắm tới 7 tỷ rưỡi người chứ cha đâu có nhắm tới 1 tỷ 200 người Công giáo, 200.000 người Công giáo, 1 tỷ 200.000 người Công giáo trong mắt cha đâu có. Trong mắt của cha là 7 tỷ rưỡi người. Đứa nào có điều kiện, đứa nào đủ phước báo, đứa nào đủ nhân duyên thì được chữa. Còn không đủ thì thôi chứ tại sao anh đi thưa anh ta? Nước sông không phạm nước giếng. Ở đây á, giờ đây cha chữa bệnh, ông Trần Xuân Tư, Chủ tịch Hiệp hội Trung ương những nhà lao động sáng tạo. Ở đây cha chữa bệnh là với công nghệ sáng tạo chứ không phải là không liên quan gì tới y tế, giáo dục. Không liên quan tới y tế. Đây là công nghệ sáng tạo. Cha nói đúng không? Không liên quan gì tới y tế hết á. Cha là nước sông, họ là nước giếng. Hoặc là cha là nước giếng, họ là nước sông, không phạm nhau. Cha yêu thương nhà cho không mà. Chứ phải cha là ăn trộm, ăn cướp, lấy tiền ai, buôn bán đổi chát ai đâu. Có đâu mà thưa kiện người ta như vậy. Tụi con có bị nạn trong chuyện này, nhưng mà ngang qua tụi con, vì tụi con dính cái tỉnh Cà Mau. Thế ớn cái tỉnh đó dữ lắm. Trời ơi, bị Cà Mau biển bạc rừng vàng, hẹn ngày mai ấy mình về thăm quê. Biển bạc rừng vàng tao cho mày ung thư sạch. Ham cái chỗ biển bạc rừng vàng ăn. Rồi bây giờ bao nhiêu người Công giáo Cà Mau chửi cha. Mày giám mục nó không cho cha chữa nó cho con ổng, thì ổng lo ổng gánh đi chứ tại sao con không chữa cha, chửi cha. Cha mắc nợ gì mà chữa cha. Ông giám mục Cà Mau không cho chữa, ông giám mục Cần Thơ không cho chữa, nhưng không đi điện thoại chữa cha, sướng không? Giám mục mày không cho mày chữa chứ tao không chữa cho mày nào. Trong mắt cha không ai là người mà cha yêu thương nhất hết. Bởi vì trong mắt cha, nhân loại là người cha yêu thương nhất. Vậy không có người nào là nhất trong mắt cha hết. Vậy không nhất thiết là phải Cà Mau cha mới chữa, hay là thành phố, hay là Cần Thơ, hay là Bạc Liêu. Trong mắt cha 7 tỷ rưỡi người cần đến công nghệ này, mà ai hợp tác và ai mong muốn hợp tác với công nghệ này, cha chữa ngay. Có ở đâu mà bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu đi. Con đúng không? Hôm nay vợ con lên cha chữa bệnh nè. Chữa bệnh không tốn tiền. Chữa hết bệnh. Mà vợ con ăn không nổi, hai bữa nó đi về nó chữa cha tiếp á. Con có vô duyên không? Vì thế cha nói cho con nghe nha. Con đã lên tới trên này, đáng lý ra là cha không chữa cho con. Cho nên cha bắt buộc phải mấy ngày hôm sau mới con phải lắng đợi tới mấy ngày. Con thấy khó chữa không? Con lên hôm nào phải lên hôm nay đúng không? Lên mấy ngày rồi? Lên bữa Chủ nhật, ngày thứ mấy? Con lên tới đây ngày Chủ nhật, mà hôm nay thứ tư là mấy ngày? 4 ngày rồi cha mới làm giấy cho con chữa bệnh. Con thấy ở đây cha dễ chữa bệnh không? Không có dễ đâu à con à. Cha biết cái công nghệ của cha nó giá trị như thế nào. Đâu có đơn giản mà chữa. Nó ăn không được rồi nó về nó biêu xấu, nó nói bậy nó chửi mà nó cũng quáp quáp rồi, nó cũng gần hết bệnh rồi nó mới về nó chửi. Tới chừng nó thèm ăn lên rồi tôm mà, cua mà, ngao sò ốc hến mà. Hôm nay cha không nói cho con nghe công nghệ, cha nói cái đạo lý cho con nghe vậy. Nếu con ăn không được, con chán chữa công nghệ này thì con phải nói với mấy các thầy, hoặc là nói với cha, thầy ơi bây giờ em ăn hết nổi rồi, em xin thầy cho em chuyển viện. Có đâu mà về được chữa. Vậy nha.
Còn cái công nghệ con muốn hiểu như thế nào cũng phải lên mạng con nha, để hiểu thêm. Rồi những người bệnh nhân ở đây mỗi ngày đi khám bệnh hỏi thăm ta nha, được chưa? Rồi con về nhà trong quá trình chữa trị con phải theo cái phác đồ người ta dạy cho mình. Người ta cứu mình mà, người ta cứu mình mà người ta không nể công, người ta cứu mình mà người ta không bao giờ bắt mình phải trả cho người ta mình, dù là một câu nói cảm ơn người ta không cần. Có đâu mà mình chửi bới người ta như vậy, coi thường người ta quá, đạo gì vậy, kỳ cục quá lẽ rồi. Để tới cửa cha rồi chửi không được là chờ cha chửi. Mà đã cha anh không cho anh, không cho tôi chữa anh, Đức Giám Mục không cho cha chữa con, giờ cha chữa cho con, Đức Giám Mục con thưa cha ở tù sao? Mắc mới thì cha phải đi ở tù với con vậy. Quá lại cái đạo, cha sợ cái đạo, quá lại sợ. Ớn lắm, cha ớn vậy lắm. Sợ lắm con. Cha nói điều này là 1 triệu người nghe bây giờ nè. Ngày mai cha lên mạng là 1 triệu người nghe. Rồi, tự phân định đi. Có đâu mà người ta làm tốt cho mình mà mình còn chửi, mình còn thưa người ta nữa. Mình vô duyên mình cũng phải chữa chỗ cho người ta vô duyên chứ. Mình giỏi thì mình chữa cho con mình đi. Mình chữa không được thì để con mình đi chữa. Con mình nó đi chữa không được mình thưa người ta nữa. Trời ơi, đạo gì kia vậy? Ai dám theo đạo nữa? Đó là nè, cha đang nói đạo công giáo đó con. Mà cha là linh mục công giáo, hiện giờ cha đang là linh mục công giáo. Cha đang là linh mục công giáo. Không ai đuổi cha hết á. Nhưng mà cha sợ đạo quá lẽ sợ nữa. Nay ông cha này thưa, mai ông giám mục kia thưa. Chứ vậy trời. Mình tu thì mình lo tu đi. Tại sao mình thưa người chữa bệnh? Quê quá. Cha không có quê, mấy ông đó quê chứ cha không có quê à. Cha nói cha lên mạng mà cha quê cha đâu dám lên mạng con, đúng không? Cha không có quê à, cha anh hùng à. Cha không có quê. Cha cũng không có mắc cỡ đi, cha cứu người mà mắc cỡ gì. Trời ơi, cha cứu mạng người ta mà cha cứu một cách lành tính cho về mà. Cha có gì đâu cha mắc cỡ. Nhưng mà cha muốn nói cho cộng đồng thế giới biết, hãy sửa mình, đừng có làm như vậy, kỳ lắm. Ông cũng vậy nghe, về dạy giáo dân của mình sống tốt. Rồi ông cũng đừng đi bắt chước đi thưa kiện cha. Tội chết. Đừng có bắt chước bên đó mà thưa cha, tội chết nha. Ai mà biết, mắt ăn một miếng lộn gan lên đầu, ai có biết được chuyện này. Mà cha chữa bệnh cho không chứ cha lấy tiền ai đâu mà lộn gan lên đầu. Đó là những cái cha nói ngày mai cha đưa lên mạng cho mọi người nghe. Mắc cỡ lắm. Trời ơi, ta nghe được clip này nhục quá, nhục. Riêng về cha con của con thì không có trong cái lỗi này. Hiểu không? Nhưng mà bị ảnh hưởng. Ảnh hưởng cái tỉnh Cà Mau. Ảnh hưởng với liên hệ tới cái đám công giáo. Trời giáo. Ơn qua lại ơn. Thôi. Những cái cha đã nói là cha nói. Nói xong là cha đưa lên mạng cho mọi người phân tích. Ai thúi ai thơm biết liền nha. Còn riêng về con bệnh thì con phải cố gắng con lo cho bản thân con nha. Riêng về cái công nghệ thì con phải cố gắng con giữ. Còn ngày nào mà con giữ không được, con tự xin các thầy con đi về. Chứ đừng có đi nửa đêm nửa hôm bỏ nhà ra đi rồi về chửi người ta. Bao xe đến đây chở về rồi chửi người ta nha. Làm chuyện đó không được. Còn khi mình mướn nhà trọ rồi thì thí dụ như mình ở 2 bữa mình chữa không được, mình vẫn đừng có đòi tiền nhà trọ lại. Nguyên tắc nhà trọ cũng không chữa trả cho mình đâu, không trả cho mình chửi người ta nữa. Trời ơi, mình đã vô mình mướn mình làm giấy rồi, mình ở không được thì tại mình đổ thừa nhà trọ, chủ nhà trọ chửi nữa. Chúa ơi, thật ơn thiệt.
Thôi con ơi, cha nói nhiêu đó rồi, cha nghĩ cộng đồng mạng chắc nó nghe mệt lỗ tai nó dữ lắm rồi. Mệt quá lại mệt. Thôi thì bây giờ vậy, ngày nào con hỏng vừa bụng cái công nghệ này, con xin các thầy con về, hiểu không? Còn ngày nào con vừa, con chữa là con phải theo sát phát đồ. Còn nếu con trật là con bị đuổi. Nha. Rồi vậy đi. Bây giờ ký giấy vô chứ giờ cha làm biến dạy công nghệ này dữ lắm rồi. Cha nghỉ dạy rồi. Hiểu biết gì đâu mà dạy mất công. Hao hơi tổn sức cha. Chữa bệnh thôi. Giờ không nói tới công nghệ công nghét gì nữa hết. Đứa nào chấp nhận là chữa, không chấp nhận nghỉ. Nè nghe cha nói ký tên nè. Ký tên là cái đơn đó là ký tên, khoan hả ký? Ký xong rồi là chữa bệnh không phải tốn tiền. Còn nếu không ký tên là chữa bệnh, không chữa bệnh. Vậy nếu con ký vô đó thì khi chữa bệnh con là con không tốn tiền. Con có muốn ký không? Rồi ký đi. Đưa chồng ghi giùm. Trời ơi, thì khổ vô cùng khổ. Rồi, cái chữ ký thứ hai nghe cha nói nè. Trước khi ký nghe cha nói nè. Khi con ký tên vô là con chấp nhận làm sai phác đồ chữa bệnh là bị đuổi, là một chuyện nha. Chuyện thứ hai, nếu trong quá trình điều trị bệnh cho con mà xảy ra chết chóc hay là trúng gió hay là chết nửa chừng, con không kiện, kể cả nhà trọ. Bởi vì nhà trọ người ta bảo lãnh cho con ở, mà lỡ nửa chừng con chết rồi con thưa nhà trọ tù là không được. Con hiểu không? Kể cả cha và các thầy ở đây chữa bệnh cho con chứ đâu phải là giết con. Nhưng mà hoàn cảnh mà lỡ con trúng gió con chết hay hoàn cảnh gì đó con chết, con thưa mọi người là người ta không chấp nhận. Con có đồng ý chỗ này không? Hồi lúc con lên đó con mổ, con có ký tên chết không ở tù, không thưa kiện không? Con có biết điều này chưa? Rồi biết thì ghi vô nha. Con có, tụi con có đồng ý không? Đồng ý không? À. Cha ruột con đây hả? Ừ. Cha ruột con thì bảo lãnh cho con thì tốt rồi nha. Ổng ký ổng nóng mọc rồi chứ giờ hai vợ chồng không biết đường ký với tên mà không biết chữ mà ông á, tên ký tên và tổ, tên tuổi của ông á. Chút nữa con cho chị lăn tay vô. Rồi con lăn tay con vô đây, chỉ cho chị lăn vô. Đâu có tự nhiên mà làm khó tụi con ký tên lăn tay vậy đâu, đem mọc vừa ký đâu. Đâu có tự nhiên làm khó vậy. Mọi người mà tốt với cha rồi, cha đâu có làm khó vậy. Tự nhiên người ta chữa bệnh cho mình mà mình thưa nó đủ kiểu rồi, hết bệnh cũng thưa mà, bệnh cũng thưa mà, không hết cũng thưa. Chúa ơi. Cái lúc
trước là tôi về cha bị cái đó, cha này tụi con là không bị, nó cũng phải dướng vào. Phải dính vậy đó, chứ không phải cha làm khó mấy ông đâu. Hiểu không? Cho nên là ông thấy đủ điều kiện ta chữa liền à. Chứ người ta đâu có nói là không chữa ông đâu. Nhưng mà giờ ông không đủ điều kiện thưa người ta nữa, vì người ta quá khổ sở vì chuyện thưa kiện rồi. Đó, ví dụ như ông lên đây ngày Chủ nhật mà không có mọc, phải về lấy cái mọc. Lấy mọc xong ta chữa liền, người ta đâu có nói là người ta không chữa đâu. Phải vậy không? Nhưng mà khổ sở cái là nếu mà chữa cho ông vậy, ông thưa biết bao nhiêu bây giờ, ông ký tên ông mọc vô đây rồi, nếu ông thưa còn chứng bằng chứng đây. Đó là không phải tại ông, nhưng mà tại anh em của ông nó làm khó cha vậy đó. Một lát nữa gửi lại cho ông một cái tờ đó đó. Trong đó nó có hai tờ. Lát ông đem một tờ gì ông giữ trong nhà ông đó. Để ông nói với các lễ sinh của ông rằng là ông đi chữa bệnh cho con, ông có giấy tờ và cha ký ngược trở lại rồi. Nha. Cái này mình là về dưới mình cũng trình ở dưới là đã có lên trên này là ừ. Nó qua là có. Tôi cho miếng giấy cha ký. Đây nè. Đây là hồ sơ pháp lý rõ ràng. Ký tên lăn tay đóng mộc bên đây cha ký nè. Chút nữa ông đem tờ này bỏ trong người ông á. Nha. Để có ai làm khó ông hay gì đó ông có cái giấy này. Đây là cái pháp lý nè. Nha. Họ đạo linh thiên đàng nè. Nha. Cố gắng giữ giấy này lại để làm bằng chứng nha. Rồi chút nữa mấy thầy đưa cho ông. Mấy thầy mình làm bằng chứng là cụ thể luôn, mình lên trên này mình chịu. Đó. Cha làm việc rõ ràng như vậy đó mà vẫn thưa đó. Người gì đâu mà thiệt bỉ vậy cha. Cha ớn dữ lắm, cha không muốn chữa bệnh nữa. Ớn. Con không khi nào sai cái lời của cha dạ bảo, con dám bảo đảm cho cái luật lệ của cha dạ bảo. Bây giờ cha nói cho ông nghe nè, cái bệnh ung thư á, ung thư đại tràng mà cắt rồi thì chỉ còn chữa cái di căn thôi, chứ không phải là chữa cái ung thư nữa, mà chữa làm sao để cho cái dòng máu nó không còn di căn ung thư, hiểu không? Vậy thì cái này chữa nhẹ dữ lắm, cái bệnh này chữa không có khó. Nhưng mà khó chỗ là con nó không chấp hành phát đồ là chữa không được. Dạ. Mà cái phát đồ này là lọc máu. Dạ. Vậy thì bây giờ nó không chịu ăn thì sao lọc máu đây? Dạ. Sao hết bệnh? Dạ. Đúng không? Bây giờ con muốn cái lu con sạch mà con không chịu lấy tay xúc nó, chùi rửa nó thì sao cái lu con sạch được? Bây giờ con muốn hết bệnh con phải ăn cháo nano để lọc máu con thì nó mới hết cái giết cái căn ung thư. Còn giờ con không chịu ăn, con đòi ăn tôm không mà ai chữa cho nổi đi. Sao hết bệnh? Ai biết con ăn gì? Ăn bò, ăn heo, ăn ếch không à? Vậy cha nói lại con lần nữa. Con muốn cái lu con sạch thì con phải lấy tay con dọn dẹp cái xúc con đó. Con muốn cái ruột của con không còn ung thư nữa thì con phải ăn cháo nano nó mới lọc máu con mới hết ung thư được. Hiểu chưa con? Còn không hiểu nữa chạy con. Dạ. Mà nếu muốn trước khi chạy phải xin người ta. Chứ đâu có gì đâu mà nửa đêm hốt chạy. Nên cha rảnh bằng bệnh cho nó hết bệnh, nó cũng trăng cho hết bệnh nó bây giờ. Cha nói rồi, dạ. Cuộc đời của mình chạy bệnh á, hiện bây giờ bệnh này mà bác sĩ không chứa, bệnh viện không chứa, còn chỗ chứa, còn chỗ chữa, còn chỗ lo cho mình. Đó là cảm ơn trời đất đi. Có đâu còn chữa người ta nữa. Bây giờ con có tiền tỷ người ta cũng không chữa con nữa. Bởi vì người ta không có thuốc chữa. Vậy nghe cha nói như vậy là mọi người im re hết rồi ha. Là tức là vừa bụng hết rồi, có ai thắc mắc gì không? Giấy tờ đã làm xong rồi nha. Cứ theo y pháp hành sự, theo luật mà thi hành. Các thầy người ta sẽ lo lắng cho mình nha. Rồi thôi nghỉ nha. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Chúng con kệ gì danh Chúa nhân từ cho các đẳng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi hàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sẽ mang vui vẻ vô cùng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Rồi thôi, cảm ơn ông nha, cảm ơn mọi người.